Cái thuyết phục thứ hai là thuyết phục bằng lý. Trong một buổi phỏng vấn tuyển dụng thì tôi có tham dự ở một cái công ty về đào tạo trực tuyến. Thì trong đó tôi phỏng vấn ở cái vòng gọi là vòng văn hóa, rồi test về tính cách, về năng lực. bên cái anh bên cạnh thì ảnh phỏng vấn và ảnh điêu về lương. Và thế là tôi có quan sát và tôi thấy cái anh ứng viên này rất là biết điêu lương. Và ảnh thuyết phục bằng lý. Thì anh ấy đề nghị, anh ấy là ở vị trí là chuyên viên marketing và anh ấy đề nghị mức lương 15 triệu một tháng thì cái anh này nói rằng à mức lương 15 triệu một tháng thì nó hơi cao ảnh chỉ trả khoảng 12 triệu một tháng thôi bởi vì đây là mức lương chung của cả công ty thì khoảng 12 triệu một tháng vậy cái quân cờ của cái anh mà nhà tuyển dụng là đây là mức mặt, mặt bằng chung của công ty song song đó cái anh mà nhân viên mà chuyên viên marketing đó ảnh mới đưa ra những lý lẽ như sau dạ em biết là cái mặt bằng chung công ty thì có thể là không đến mức 15 triệu À, bên cạnh đó thì em thực sự thì cũng đã có kinh nghiệm làm việc ở một cái đơn vị đào tạo trực tuyến em cũng đã từng làm là chuyên viên marketing thậm chí là team leader trong cái startup về đào tạo trực tuyến đó và em nghĩ rằng rất là hiếm những người trong thị trường hiện tại mà có kinh nghiệm làm việc ở trong marketing ở lĩnh vực đào tạo trực tuyến mà nó lại đúng với lại cái lĩnh vực hoạt động của anh bởi vậy cho nên là em nghĩ là trong xã hội trong thị trường thì rất là ít những người mà có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó Bên cạnh đó em lại có mối quan hệ với một số KOL, tức là một số key opinion uh, leader, tức là những cái người mà ảnh hưởng trên mạng xã hội thì em có các cái địa chỉ Facebook cũng như đã từng cộng tác liên hệ với họ, em có thể bút bài cho anh uh, có thể là thuyết phục họ trở thành affiliate ở thà, trở thành những cái người mà đối tác bán hàng cho công ty của mình uh, thông qua cái mạng xã hội Facebook các fanpage mà họ có với cái chi phí mà thấp nhất có thể có. Đặc biệt em cũng có mối quan hệ với lại các agency mà chuyên chạy marketing online nữa thì các agency này thì có thể là cho mình một cái mức giá rất là ưu đãi và rất là biết nhắm đối tượng, nhắm khách hàng mục tiêu và hoạt động rất là hiệu quả. Em nghĩ rằng à, với cái vị trí chuyên viên marketing và với những kinh nghiệm em có thì em nghĩ em sẽ mang đến cho công ty lợi ích nhiều hơn cả 2 triệu, 3 triệu trên lập đó nữa. Thế cho nên là bằng những cái lý lẽ rất là thuyết phục thì cái nhà tuyển dụng bên đây là anh ấy gật gù, gật gù, gật gù rồi đồng ý cho anh này là mức lương 15 triệu bởi vì anh này ra là quá quý giá rồi mặc dù bên đây tôi biết là bên đây có một quân cờ bên kia có tới ba quân cờ lận thì chắc chắn là bên kia sẽ thắng vì bên kia có tới ba lý lẽ lận đấy chính là chúng ta thuyết phục bằng lý lẽ